Thế gian vô thường. Một, vô thường là một chân lý. Thứ nhất, nói đến vô thường, đó là một chân lý. Dù cho có Phật ra đời hay Phật không ra đời, thì thế gian cũng là vô thường, vẫn luôn biến dịch, không đứng một chỗ. Hiểu được như thế, thì cuộc sống của chúng ta bớt vướng mắc và cởi mở nhiều hơn. Lâu nay, Phật tử đã nghe, hiểu được thế gian là vô thường. Nhưng nghe mà có luôn nhớ như vậy không? Nghe thì nghe vô thường, nhưng gặp chuyện vô thường cũng buồn, cũng khổ. Nên hôm nay, tôi đưa ra đề tài này để giúp Phật tử nhận sâu thêm đạo lý này, tức là đem Phật Pháp vào cuộc sống thế gian luôn biến dịch thay đổi này. Người xưa có câu nói, thương hải tan điền, tức là biển cả có lúc sẽ biến thành ruộng dâu cũng có thể sẽ biến thành biển cả. Đúng là như vậy. Hiện nay, có nơi đã lấp biển thành đồng bằng. Quý thầy vừa viếng thăm nước Hà Lan, thấy người ta cũng lấp biển thành đồng bằng làm nơi cư trú. Vậy nói, biển cả biến thành nương dâu quá rõ ràng. Rồi cũng có những chỗ nương dâu biến thành biển cả. Như vậy, thế gian không hề đứng yên một chỗ hay dừng lại, mà có người lại cứ luôn muốn nắm bắt nó đứng một chỗ. Nên chúng ta khổ là vậy đó. Ví dụ, ở đời ai sanh ra rồi cũng phải lớn lên, già rồi chết, đó là lẽ thường. Tất cả sự biến đổi trong thế gian này đều phải trải qua như vậy. Còn chúng ta thương mến ai thì muốn gặp hoài, không muốn rời, không muốn mất, nên khi mất thì khổ. Là Phật tử, chúng ta hiểu rõ định luật vô thường luôn chi phối tất cả. Như có câu, không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Tức là, khi vừa tắm lên rồi trở xuống nữa, thì dòng nước khác trên kia đổ xuống, không phải dòng nước lúc trước nữa. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Đi đâu, cảnh đẹp thì chụp hình để giữ lại, mà có giữ được không? Thấy cảnh hay, cảnh đẹp, muốn giữ lại cho lâu, nhưng có giữ được đâu? Bởi vì thế gian là luôn thay đổi. Xưa, vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài lập ra phái Thiền Trúc Lâm, nên gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Trong bài kệ Đăng Bảo Đài Sơn, tức là lên núi Bảo Đài, trong đó có câu: Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Dịch: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Muôn việc trên đời này như nước trôi nước, dòng nước này đẩy dòng nước khác, cứ đẩy tới không dừng. Cuộc đời cũng vậy, cứ đi tới thôi. Rồi trăm năm lòng nhủ lòng, tâm mình luôn nhắc thầm với lòng của mình, sự đời nó luôn biến đổi. Thấy đúng lẽ thật như vậy thì sẽ bớt khổ, nhẹ khổ. 2. Khéo sống tùy duyên. Hiểu được ý nghĩa thế gian là vô thường rồi, thì Phật tử khéo biết sống tùy duyên. Vì tùy duyên nên không cố chấp sẽ bớt khổ rất nhiều. Người ta sở dĩ khổ vì cứ lo bám níu, cái gì qua rồi cố giữ lại mà giữ không được, tức là bất như ý thì khổ thôi. Và nếu ai sống như vậy là sống với quá khứ mà quên hiện tại. Những người lớn tuổi lâu lâu ngồi nhớ lại một thời oanh liệt của mình rồi tiếc, rồi buồn. Như vậy là quên mất cuộc sống hiện tại. Nếu người khéo biết tùy duyên thì cuộc sống trôi chảy, mới mẻ, cởi mở rất nhiều. Xưa, trên tỉnh cao nguyên miền Đông Tây Tạng, có một ông lão, vợ mất sớm, nên sống với người con trai duy nhất trong lều đá. Suốt ngày, ông không ngừng quay bánh xe cầu nguyện, rồi đọc câu chú Án Mani Bát Di Hồng.
đứa con trai thì yêu quý con ngựa duy nhất của nó. Một hôm, con ngựa đi đâu mất, tìm mãi không thấy. Mấy người hàng xóm thấy cảm thương cho ông, vì ông chỉ có đứa con trai và một con ngựa để giúp việc mà cũng mất, nên họ giúp ông đi tìm. Tìm hoài không thấy, họ cảm than cho ông đã nghèo hẩm hiu, lại gặp cảnh này nữa. Tuy vậy, ông cũng cố tâm hiểu đạo, nên bình thản nói với mọi người: các bạn thân mến, thôi cũng đừng than thở làm gì. Cái đến cái đi với tôi đều thầm cảm tạ hết. Cứ đợi đó đi rồi sẽ thấy. Vài hôm sau, con ngựa đó trở về, còn dẫn thêm một con ngựa hoang nữa theo. Vậy là được thêm con ngựa thứ hai. Mấy người hàng xóm thấy vậy đến chia vui. Lúc trước thì chia buồn, giờ là chia vui. Mừng ông có thêm con ngựa nữa. Nhưng ông vẫn bình thường, quay bánh xe như mỗi ngày và nói: tôi cũng hết lòng cảm tạ sự việc này, nhưng đâu biết được, thôi thì hãy đợi, rồi sẽ thấy. Khi mất, ông không vội buồn, lúc được cũng không vội mừng. Biết sống tùy duyên như vậy là đã bớt khổ rồi. Vài tuần sau, đứa con trai thấy có thêm con ngựa nữa, mừng nên leo lên cưỡi. Nào ngờ nó là ngựa hoang chưa thuần nên nhảy loạn xạ, làm anh té gãy chân. Lúc này hàng xóm lại đến chia buồn an ủi. Mới đầu tưởng đâu là may, ngờ đâu nó làm con ông gãy chân. Lại là đứa con duy nhất nên phải cực khổ lo cho con nữa. Ông vẫn bình thản nói: cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao con tôi vẫn còn ở bên tôi. Ông là cư sĩ mà hiểu lý vô thường như vậy nên đâu có buồn. Nếu là chúng ta mà gặp trường hợp giống như ông lão chắc buồn lắm. Nhưng ông vẫn bình thản cảm tạ Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì đứa con này còn ở gần bên ông, chưa chết là vẫn còn may mắn. Chúng ta nhìn sự việc sáng suốt một chút thì mọi việc sẽ đổi thay. Không lâu, có giặc xâm lăng đất nước, lệnh vua ban xuống bắt thanh niên đi chiến đấu ở biên thùy. Những người trai tráng trong làng đều vào quân ngũ. Đứa con trai ông nhờ gãy chân nên được miễn. Hàng xóm lại đến chia vui. Ông hát một bài kệ tặng cho đứa con về đạo lý này. Đây cũng là bài kệ cho chúng ta học luôn. Cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau. Mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành. Như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thợ gốm. Tức là cuộc đời cứ quay nhanh như bánh xe nước, quay đều như vậy. Thân này đã hiện hữu nơi đây nhiều vô tận, không biết bao nhiêu lần chứ không phải lần này. Nghĩa là trong cuộc luân hồi, thân này sanh rồi diệt, sanh rồi diệt đến hôm nay là đã vô số lần rồi. Giống như bánh xe quay đều như vậy. Cho nên muôn dạng hình bị hủy hoại lại hình thành, chết rồi lại sanh như đất sét ướt làm thành bánh xe của người thợ gốm. Cái thấp sẽ lên cao, cái cao sẽ xuống thấp, rồi một ngày cứ đợi đi. Cái tối tăm sẽ sáng tỏ, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay. Sự đời vô thường là như vậy đó, không có đứng yên một chỗ, thấp cao tối sáng luôn thay đổi với nhau. Nó không tối tăm mãi, cũng như đêm rồi sẽ sáng. Và người lắm của có lúc sẽ mất gia sản, nhiều lúc lắm của bị tai nạn nào đó như hỏa hoạn hay nước lụt vân vân, rồi cũng mất. Tức là mọi hình thái sẽ đổi thay và đổi thay vân vân. Trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên, đây là cái trò chơi tương đối mà ông gọi là nhị nguyên. Con ơi,
nếu con là một đứa trẻ đặc biệt, người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sanh và cho con vào tu viện với các lạc ma. Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng và cột mình sau một cái bàn viết. Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp. Mỗi con ngựa tặng cho con một số chuyện phải làm, tức là phải nuôi ngựa, phải lo cho nó cái này cái kia, vân vân, một số việc. Còn mỗi giàu sang thì chấm dứt bằng sự tranh chấp, giàu sang thì luôn tranh chấp với nhau. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới, ngày hôm nay gieo gì, một kiếp nào nó sẽ chín, sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn. Vì thế, hãy tốt với mọi điều, vô tâm không phán đoán. Không tham cầu điều xấu ác, tất cả thêm hay bớt, được hay thua, đều chỉ là ảo ảnh. Ngày mai này, việc nào sẽ tới với mình chưa biết được. Hôm nay, mình gieo cái gì, thì một kiếp nào đó nó sẽ chín, quả đó mình sẽ hưởng. Nay gieo nhân tốt, lúc nào quả chín mình sẽ hưởng quả lành. Nay gieo nhân xấu, quả chín mình cũng sẽ hưởng quả đó. Chưa biết chắc được thời gian, nhưng rồi sẽ gặt hái, đó là điều chắc chắn. Nên ông khuyên ngay đây, hãy sống tốt với mọi điều. Muốn hưởng quả ngọt thì phải trồng cây ngọt, chứ trồng cây chua mà đòi hưởng quả ngọt thì đâu có. Tất cả thêm hay bớt, được hay thua, đều chỉ là ảo ảnh, không phải bận tâm nhiều. Đừng hy vọng, cũng đừng sợ hãi con ơi. Đừng mong cầu, và vì thế cũng chẳng thất vọng. Không mong cầu thì đâu có thất vọng. Sở dĩ có thất vọng là do mong cầu nhiều quá. Mong cầu càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Ít mong cầu thì ít thất vọng. Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời lồng lộng. Hãy thực giản dị, chẳng lo âu, và sống thuận theo Phật tánh đang ở trong con, và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính. Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cũng được con à, nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả. Tức là mình bắn bao nhiêu mũi tên lên trời, nó cũng sẽ rơi xuống. Ông khuyên nên chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi đều bình thản không chối bỏ, sống thuận theo nhân quả. Bởi vì mình biết rõ mọi việc đều không phải tự nhiên, đều có nhân có quả. Nhân quả đến thì cứ tùy thuận theo rồi nó sẽ qua. Ông khuyên hãy sống thật giản dị, chẳng lo âu, khéo thuận theo Phật tánh đang ở trong ta, sống trong niềm vui của tự tánh. Vậy Phật tử chúng ta đã rõ thế gian là vô thường, luôn biến đổi, thì phải khéo sống tùy duyên, thuận theo Phật tánh trong chính mình, tức là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt thì sẽ bớt khổ. Rõ ràng, cuộc đời là vô thường, luôn luôn biến đổi. Tất cả mọi thứ trên đời này chỉ là tương đối, không hề có cái hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng người ta ai cũng luôn muốn mọi việc hoàn hảo, muốn cái gì cũng luôn trọn vẹn. Vì muốn mà không được nên khổ. Hiểu vậy rồi, chúng ta biết sống tùy duyên thì sẽ bớt khổ. Còn muốn được hoàn toàn trọn vẹn, khi nó không được thì sẽ bất như ý và khổ thôi. Ví dụ, hai vị huynh đệ chơi thân với nhau, thời gian lâu gặp lại, người bạn cũ thì hết thân với mình rồi. Lúc ấy chúng ta tức giận, nghĩ là đã phản bội thế này thế kia. Người này nghĩ trong tâm là tình bạn trước sau phải trọn vẹn, mà nay thay đổi nên buồn khổ. Cũng không có gì lạ, đó là luật tương đối của thế gian. Tâm con người luôn biến đổi vô thường, tất cả đang sống trong mê lầm, sanh diệt và luôn đổi thay. Khi thấy nó đổi thay
thì cũng hiểu là lẽ thường thôi. Chính mình cũng vậy, tâm mình cũng vô thường. Khi mới tu, nhiệt tình sẵn sàng bỏ hết để học đạo. Nhưng có khi chừng 5, 7 năm thì yếu dần dần. Đó là do tâm vô thường nên thay đổi. Hiểu rồi khéo thuận theo nhân quả vô thường và sống với tâm sáng suốt của mình, sống với Phật tánh sẵn có nơi mình. Đó mới là cái không mất. Nếu ở đời biết khéo sống có đạo lý, khéo biết tùy duyên, thì dù ở ngoài đời nhưng vẫn vui sống có đạo. Như ông lão này, không vào chùa nhưng khéo biết ứng dụng Phật Pháp vào trong thế gian, nên gặp cảnh nào ông cũng vui hết. Được cũng vui, mất cũng vui, bình thản. Bài kệ Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, ở cây thế gian mà biết đạo và vui với đạo, còn không biết thì sẽ khổ. Có câu chuyện về một bà già, là mẹ của một vị thầy Tây Tạng. Bà không hiểu giáo lý nhiều, nhưng những gì đã hiểu, bà đều ứng dụng được vào cuộc sống và giúp đỡ những người xung quanh sống như vậy. Khi đó, có một bà hàng xóm chồng vừa chết nên buồn khổ khóc lóc, sang nhà vị thầy Lạt Ma để tìm chút an ủi, nhưng thầy đi vắng và gặp bà mẹ. Nhưng đó, bà an ủi rằng: con đau khổ như vậy cũng chẳng phải, nhưng cũng không cần thiết. Vì tất cả cái gì nó có sinh thành thì phải có tan rã, hoại diệt để trở về nguồn gốc của chúng. Không ai tránh khỏi cái chết, mọi sự đều vô thường. Hiểu được như thế cũng là may mắn lắm. Ý nói, vì mọi sự đều vô thường, đã có sanh ra phải có chết, không ai tránh khỏi. Muốn nó không chết thì là khổ thôi. Đã không tránh khỏi thì sợ cũng không được. Biết chắc như vậy thì tùy duyên. Lúc đó, người đàn bà cũng chưa hết buồn, nên bà an ủi thêm: thôi, khóc thì cứ khóc, cứ bứt tóc đi. Sau đó con phải biết nghĩ lại và bớt buồn. Đừng quên cái tâm trạng buồn khổ này, nó cũng vô thường, nó không có thực thể. Như mây như gió, và nó cũng rơi đi như mọi thứ trên đời này. Ta là một bà già, đã từng buồn từng khổ, từng thấy nhiều người thân đến rồi đi, nên lời khuyên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Bà khuyên rằng con buồn con khổ, nhưng mà con cũng phải nghĩ lại để bớt buồn. Đúng là bà chưa phải là bậc thầy, nhưng mà những lời nói của bà như là bậc thầy. Bà nói rằng cái tâm trạng buồn khổ của con cũng vô thường, có gì đâu. Buồn cách mấy đi nữa thì cũng chừng 5-3 tháng. Có buồn trên 1 năm đi nữa cũng phải bớt buồn. Có ai buồn hoài suốt đời không? Tâm trạng cũng là vô thường, do chúng ta cố chấp nên thấy khổ. Nên bà nói buồn khổ cũng như mây, như gió, có lúc nó cũng rơi đi, khỏi phải lo nhiều. Rồi bà chứng minh cụ thể là ngay chính như bà cũng đã từng mất cha, mất mẹ, mất người thân, gặp phải những cảnh đó cũng đã buồn, cũng đã khổ rồi. Nhưng chúng đến rồi chúng cũng đi. Vì vậy, lời khuyên tóm tắt của bà đúng là điều chúng ta cần phải học. Đừng mang vào lòng bất cứ cái gì thì nhẹ nhàng, còn ôm vào lòng càng nhiều thì càng khổ. Không nên ôm chặt vào nhiều, vì nó đến rồi nó sẽ đi. Biết vậy thì nhẹ nhàng lắm, còn cố chấp thì sẽ khổ. Đơn giản, ai khéo ứng dụng sống được như vậy thì đời mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Bao nhiêu đó có thể tu hết cuộc đời này cũng tương đối đủ rồi. Đừng đem vào lòng bất cứ cái gì hết thì đâu có phiền não. Kiểm lại xem có đúng vậy không. Sở dĩ có phiền não là tại đem vào lòng, người ta mới nói hơi động một chút là đem vào lòng rồi phiền.
Còn sống với nghĩa này, người ta có nói nặng cũng không phiền não. Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa. Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường. Trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp, phải đi ngang qua suối. Nhưng mặc kiểu này thì làm sao đi qua suối? Thầy sư huynh thấy vậy phát tâm từ bi: "Này cô bé, lại đây ta đưa qua cho." Nói rồi sư huynh bồng cô gái qua bên kia suối đặt lên bờ, xong đi tiếp về chùa. Người sư đệ thấy cảnh đó nên khó chịu. Từ đó trên đường về sư đệ không vui, không khí nặng nề. Gần đến chùa như chịu hết nổi, thầy mới lên tiếng: "Hôm nay huynh làm kỳ quá." Sư huynh hỏi: "Kỳ là sao sư đệ?" "Người tu hành không được đụng nữ nhân mà sao huynh bồng cô gái kia qua suối vậy?" Người sư huynh nói: "Ta đưa cô gái qua bờ suối và đặt xuống đó rồi, còn sư đệ lại bồng về tới chùa làm gì?" Đó là câu chuyện nhà thiền. Người sư huynh là một cách vô tâm, còn ông sư đệ thì đưa vào lòng nên bực bội không vui. Tuy là câu chuyện vui nhưng mà chứa đầy đạo lý, nhắc nhở người học đạo học cái hạnh xả đó, để tâm luôn rỗng lặng, không vướng mắc. Ví dụ như khi Phật tử ra chợ hoặc đi vô xưởng làm, có ai đó nói cái gì hơi lỡ lời, xúc phạm đến mình thì mình buồn chút thôi. Ở đây không ai là thánh hết, nên chỉ buồn một chút rồi đặt xuống ở đó luôn, đi cho khỏe. Buồn chút trong chợ, trong sở, rồi về nhà nhẹ nhàng. Còn không như vậy thì ôm về nhà, ôm vào trong phòng ngủ, ôm vào trên gối, ngủ không được luôn thì khổ. Hiểu được ý nghĩa đó thì chúng ta sống rất nhẹ nhàng. Nếu hiểu mọi sự vô thường, khéo sống tùy duyên, thì đó là thuốc hay cứu khổ thế gian. Nên người Phật tử học đạo cũng giống như người bệnh, còn Phật thuyết pháp như là thuốc. Người bệnh muốn hết bệnh thì phải uống thuốc, chứ cho thuốc mà không uống, ngồi đó đọc công thức thuốc này thuốc kia hay thì cũng không hết bệnh. Dù cho học giáo lý của Phật nhiều, nghe vô thường cũng đầy tai, nhưng gặp vô thường đến cũng ôm vào thì cũng khổ. Cho nên học Phật là học uống thuốc, học giáo pháp rồi thì phải tiêu hóa giáo pháp mới có lợi ích thiết thực. 3. Quý tiết thời gian. Hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng lời Phật dạy về lý vô thường và cuộc sống, thấy rõ là học vô thường không phải để chúng ta chán đời, bi quan, không muốn làm gì hết. Nhiều người học đạo rồi hiểu lầm, nghi ngờ như vậy. Trước đây cũng có nhiều người hỏi đạo Phật nói cái gì cũng vô thường, khiến mọi người chán đời thì sao? Vì biết rõ cái gì cũng vô thường thì đâu cần làm việc cho tốn công, nghĩ như vậy rồi chán đời, yếu đuối, đó là hiểu lầm. Phật chỉ cho biết vô thường có nghĩa là mọi việc qua rồi thì không thể kéo lại, nên thời gian hiện có ở đây rất là quý báu, phải trân trọng. Tức là không thể để qua suông, phải sống cho thật đúng ý nghĩa, biết quý hiện tại. Không thể nói vô thường thì không cần làm gì hết, rồi bỏ thời gian này qua suông, làm phí cuộc đời. Cái duyên lành chúng ta đang có không dễ gì gặp lần thứ hai. Thế thì phải biết trân trọng, phải khéo phát triển, không nên do dự. Hôm nay nhờ có duyên lành được gần chùa học Phật pháp, chúng ta phải phát triển căn lành để đời sau tăng gấp rưỡi, gấp hai. Lỡ sau này sanh vào các loài khác thì sao? Đó là hiểu được ý nghĩa vô thường, không để duyên lành này trôi qua rồi sau tìm lại không có. Rõ ràng người hiểu được ý nghĩa đó thì đời sống tích cực thêm chứ không tiêu cực. Truyện cổ Ấn Độ có một người mua miếng đất của người láng giềng, lại mua nhầm ngày chót của thời hoàng kim,
chuyển qua thời khắc ám. Sau khi mua xong, người này đào được cái hũ vàng trong miếng đất mới mua. Ông này có tâm tốt, vội vàng đem trả lại cho người chủ. Ông nói: "Tôi mua đất của anh chứ không phải mua vàng, nên bây giờ tôi đem vàng trả cho anh." Người kia nói: "Tôi cũng mừng cho anh, khi bán đất là bán tất cả. Tôi đâu nghĩ có vàng dưới đất, vậy đây là cái duyên may của anh có quyền nhận." Hai người cứ nhường qua, nhường lại hoài, vì đây còn thời đại hoàng kim. Nhưng bây giờ đã sắp chuyển qua thời hắc ám, nên cả hai nói: "Thôi, tối rồi, để mai tính sao." Ngờ đâu, tối mỗi người nằm suy nghĩ rồi thấy tiếc. Sáng hôm sau, ông mua đất nói: "Tôi về nghĩ lại rồi, anh nói đúng. Tôi đã mua đất thì ở dưới đất là của tôi. Thôi, tôi nhận." Người bán đất nói: "Không phải vậy. Tối nay tôi cũng nghĩ kỹ, đúng như lời anh nói hôm qua. Anh chỉ mua đất, còn vàng là của tôi. Thôi, bây giờ tôi nhận vàng." Hai bên cãi nhau, cuối cùng đưa ra tòa thành thù địch. Mới thấy sự vô thường của tâm tánh con người. Hôm qua quá đẹp, quá tốt, sáng hôm sau chuyển rồi. Như thế, chúng ta thấy từ thân tâm đến hoàn cảnh bên ngoài đều biến đổi vô thường. Nên gặp thời hoàng kim phải chộp lấy cơ hội làm ngay. Gặp việc lành làm mau, vì nếu không làm sẽ đổi ý. Trong thời Phật cũng có câu chuyện, hai vợ chồng anh đó rất nghèo, chỉ có miếng vải khoác thân ngoài thôi. Hàng ngày, hai người phải thay nhau đi xin. Hễ người vợ khoác vải đi, thì người chồng ở nhà về đổi lại. Một hôm, người chồng gặp đệ tử Phật và phát tâm nghe Pháp. Nhờ duyên lành mới cảm được và muốn phát tâm cúng dường. Nhưng nghèo quá, đâu có gì để cúng, nên về bàn với vợ: "Chắc kiếp trước vợ chồng mình đã tạo nghiệp gì xấu, nên đời này nghèo đói khổ sở. Thôi, mình chỉ có miếng vải này, nên phát tâm cúng dường tạo công đức, để đời sau không còn khổ nữa." Cô vợ nói: "Chúng ta chỉ có miếng vải này mà cúng dường, làm sao mai đi xin ăn đây?" Anh chồng nói: "Cúng dường là có phước thôi." Bàn qua bàn lại, nhờ tâm mạnh mẽ cuối cùng cả hai quyết định cúng dường. Lúc đó có vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua nhà. Người chồng muốn cúng dường nên bò lại gần cửa sổ, dâng miếng vải cho vị tỳ kheo đó. Dâng lên với cả lòng thành để cúng dường. Cúng dường xong, anh mới la lên: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi." Đúng là anh đã thắng. Thắng tâm niệm nghèo thiếu, ích kỷ của mình. Sau đó, vị tỳ kheo này nghe anh la thế, liền tìm hiểu và biết gia đình anh thật nghèo khổ, nhưng tâm đạo mạnh mẽ, đáng quý, nên về thuật lại với Phật. Các vị tỳ kheo, nhà vua cùng nhiều vị thí chủ có mặt tại tịnh xá nghe được đều cảm động. Nhà vua sai quân lính đem quần áo, vàng bạc đến tặng cho hai vợ chồng. Sau đó, hai vợ chồng cùng đến nghe Phật thuyết pháp và cùng chuyển hóa đời sống của họ trở nên tốt đẹp. Đó là nhân quả hiện tiền. Khi gặp điều thiện, điều tốt thì phải chộp lấy thời cơ làm liền. Nếu lúc đó mà đợi đến ngày hôm sau, chắc khó cúng dường. Đây là điểm chúng ta cần học và ứng dụng vào cuộc sống. Mỗi vị phải nhớ tất cả thế gian là vô thường, ngay cả thân và tâm của chúng ta cũng vô thường, đổi thay, không dừng một chỗ. Cho nên, gặp duyên lành tốt thì phải làm liền, không thì duyên xấu ác sẽ dẫn đi. Chính trong kinh có dạy: "Hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều dữ trong tâm. Ai chậm tạo việc lành sẽ ưa thích làm điều dữ." Pháp Cú 116. Đức Phật dạy chúng ta như thế, tức là mình chậm làm điều lành một chút thì điều dữ chen vào. Nên phải chộp lấy thời cơ làm lành ngay
thì sẽ bớt điều dữ. Hiểu vô thường rồi thì cuộc sống không tiêu cực, lại rất tích cực, và lúc nào cũng phải sẵn sàng làm các việc lành trong khả năng. Có một câu chuyện của vị tổ của tông Tịnh Độ là Ngài Thân Loan. Ngài là bậc tái sanh có chủng tử Phật Pháp sâu dày, do đời trước có tu nên khi sanh ra liền nhớ. Khi lên 9 tuổi, đến lễ Hòa Thượng Từ Trấn xin xuất gia. Hòa Thượng hỏi, con còn nhỏ tuổi sao lại muốn xuất gia? Ngài Thân Loan thưa, con còn nhỏ, nhưng cha mẹ mất sớm. Con không hiểu vì sao người ta nhất định phải chết, vì sao con lại phải xa lìa cha mẹ. Vì muốn tìm hiểu đạo lý này, nên con xin xuất gia. Chúng ta thấy, nhỏ tuổi mà trả lời thật hay. Đây là hảo tâm xuất gia đó. Hòa Thượng Từ Trấn bảo, à tốt, ta đã hiểu. Giờ ta nhận con làm đệ tử, nhưng trời sắp tối, thôi để sáng mai ta cạo tóc cho con. Ngài Thân Loan nghe vậy không chịu, thưa, bạch thầy, thầy bảo là sáng mai mới cạo tóc cho con, nhưng tuổi con còn nhỏ, con không bảo đảm tâm xuất gia của con còn tới ngày mai không nữa. Mà tuổi của thầy lại cao, thầy cũng không đảm bảo sáng mai thầy có thể thức dậy để xuất gia cho con, nên xin thầy xuất gia cho con ngay bây giờ. Ngài Từ Trấn nghe xong vỗ tay cười, rất hoan hỷ. Đúng như vậy, lời của con nói không sai. Thôi, bây giờ ta sẽ cạo tóc cho con ngay. Sau đó, Ngài tu và trở thành vị tổ của tông Tịnh Độ. Ngài Thân Loan đời trước cũng tu nên chủng tử sâu, khi sanh ra nhớ lại sớm và hiểu, thấy đúng được lẽ vô thường. Mới 9 tuổi mà Ngài biết nói thế, còn chúng ta biết nói vậy chưa? Tuổi còn nhỏ mà Ngài quyết tâm xuất gia mạnh, lại còn nói là không biết có giữ được tới sáng mai không, nên xin thầy xuất gia ngay đi. Thứ hai là thầy tuổi cũng đã cao, không biết có sống nổi tới ngày mai hay không. Rõ ràng đúng như vậy, đó là lẽ vô thường. Trước kia có những vị thầy Tây Tạng buổi tối trước khi đi ngủ đều lau rửa sạch sẽ bình trà, tách trà, gói lại cẩn thận. Bởi vì nghĩ ngày mai không chắc có ngủ dậy để dùng tách trà đó nữa. Hiểu vô thường đến như vậy nên các ngài tu mau đắc đạo. Nếu chúng ta được như các ngài thì chắc cũng tu mau đắc đạo, cũng bớt phiền não nữa. Mỗi khi có ai làm chúng ta phiền não thì nghĩ sao? À, chết tới nơi mà phiền não cái gì? Hít hơi thở vô, không biết thở ra không nữa, thì còn gì mà phiền não? Nhờ vậy sẽ bớt phiền não. Còn nghĩ, mình sống tới 70-80 năm thì có thời gian để phiền não. Đối với nghĩa vô thường mà hiểu kỹ, hiểu sâu, rồi chúng ta thấy an vui, giảm được phiền não rất nhiều, mới thấy Phật Pháp thiết thực, có giá trị và cao quý. Bằng không, khi nghe nói Phật Pháp là Pháp bảo cao quý, mà lâu nay không thấy nó bảo ở chỗ nào, khi hiểu kỹ, ứng dụng được vào cuộc sống, thì niềm tin càng sâu, vững thêm. 4. Nghĩa sâu của vô thường. Từ trước đến đây, chỉ nói về mặt vô thường giả tạm. Nếu chúng ta khéo tiến thêm bước nữa là tỏ ngộ được lẽ thật trong vô thường. Nói vô thường để giúp người tỏ ngộ được lẽ thật để vươn lên, để sống được với cái chân thật, chứ không phải nói vô thường rồi chỉ thấy vô thường tạm bợ. Đó là ý nghĩa sâu của vô thường. Lý vô thường không phải làm cho con người bi quan. Khi rõ tất cả là vô thường thì chúng ta không mê lầm, mà sống trở lại nguồn gốc chân thật đã bỏ quên, tức là Phật tánh, là bản tâm, là lẽ thật nơi chính mình. Nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà Phật tánh đó vô thường không chạm tới được. Chúng sinh bị vô thường chi phối,
nhưng cũng không mất Phật tánh. Nên người khéo tu, giác ngộ được thì sẽ chuyển chúng sinh thành Phật. Đức Phật, Bồ Tát, các vị thánh hiền cũng từ chúng sinh giác ngộ mà thành. Khi còn mê thì là chúng sinh, khi giác ngộ rồi thì chuyển thành Phật. Phật cũng từ chúng sinh tiến lên. Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị thánh hiền cũng vậy. Vậy thì trong chúng sinh có cái phi chúng sinh, nên nói vô thường để chúng ta không lầm cái giả này, khéo sống trở về với chân lý giác ngộ đó. Bài kệ dạy chúng của Thiền sư Mãn Giác. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Nó đã nói lên trong cái vô thường có cái chân thực, tức là xuân đi thì trăm hoa rơi rụng, xuân đến trăm hoa đua nở. Sự đời cứ trôi qua trước mắt như nước trôi, nước cứ trôi, trôi qua hết. Lâu lâu nhìn lại thì cái già nó đến trên đầu rồi, tóc đã bạc rồi. Bài kệ nhắc rằng sự đời vô thường, từ hoàn cảnh bên ngoài cho đến bản thân đều bị vô thường biến đổi. Nhưng tại sao không nói xuân đến trước mà lại nói xuân đi trước? Thường người ta nói đến rồi mới nói đi. Có đến mới có đi, xuân đến qua nở, xuân đi qua tàn, có nở có tàn. Ở đây sư nói ngược lại, xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa nở. Vì đây là bài kệ thị chúng của sư lúc sắp tịch, nhắc nhở để đại chúng bớt buồn. Sắp tịch tức là sắp đi. Sư nói rằng thân này cũng vậy, có mặt trên đời này, đến lúc hết duyên thì đi. Giống như xuân đi thì hoa rụng tàn. Tuy vậy, nhưng gặp duyên đến thì hoa nở, tức là có rụng có tàn có nở. Đó là tướng vô thường của thế gian. Nhưng trong đó chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, nghĩa là trong mùa xuân hoa tàn rụng đó vẫn còn. Đêm qua sưng trước một cành mai, nghĩa là sao? Sư dùng chữ rất tế nhị. Sư không nói là còn một chùm mai, mà nói là một cành mai. Vì nếu là một chùm mai thì nó sẽ rụng nữa, còn cành mai thì nó vẫn còn đó. Tới mùa xuân đến, nó lại nở nữa. Hoa có rụng có tàn, nhưng cành thì vẫn còn đó. Ở đây nói rõ cuộc đời là vô thường đổi thay, thân này cũng theo đó mà hủy hoại. Cũng như sư có sanh ra rồi cũng có tịch, nhưng sư đi đó mà sư có mất không? Gặp duyên thì sư cũng hiện nơi khác. Cũng như cành mai này, tới mùa xuân năm sau cũng nở nữa. Tức là cái này vô thường biến diệt, nhưng trong đó có cái chân thật. Vậy, Phật nói vô thường để con người sống trở lại với lẽ thật của chính mình. Hiểu vậy thì thấy ý nghĩa vô thường rất sâu, đâu phải chỉ dừng ở nghĩa vô thường thôi. Qua đó, chúng ta mới thấy Phật Pháp sâu xa, không thể nghĩ bàn. Phật dạy trong Kinh Đại Thừa thì thân này gọi là quyển thân, thân sanh diệt giả có. Nhưng còn có Pháp thân, mà pháp thân thì không sinh diệt. Nên phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa, Phật bảo là Ngài thành Phật bao lâu rồi? Ngài nói, từ khi ta thành Phật đến nay, số kiếp vô lượng vô biên, nhiều như cát bụi không thể kể được. Ngài ví dụ như đem nghiền cả cái khối tam thiên đại thiên thế giới này thành bụi, rồi đi qua trăm ngàn thế giới để rơi một hạt bụi, rơi hết các số bụi đó, rồi mới cộng lại hết số thế giới đã đi qua, có để rơi bụi và không rơi bụi, đem nghiền hết thành bụi nữa, rồi mỗi hạt bụi là một kiếp. Ngài nói,
từ khi Ngài thành Phật đến nay còn lâu xa hơn số buổi đó nữa. Vậy, tuổi thọ Ngài bao nhiêu? Thường chúng ta hiểu tuổi thọ của Phật là 80 năm rồi nhập Niết Bàn. Nếu hiểu theo như Phật nói trong Kinh, thì Phật có nhập Niết Bàn không? Vậy Phật đâu có nhập Niết Bàn theo nghĩa thường hiểu là diệt. Vì mê, nên chúng ta thấy Phật nhập Niết Bàn. Nếu giác ngộ, chúng ta thấy Phật thường hiện tiền. Bởi tuổi thọ của Phật đã nói như trên, nên Đức Phật đã nhập Niết Bàn là Phật ứng thân. Vì là ứng thân nên có sanh ra rồi nhập Niết Bàn. Còn Đức Phật kia vẫn luôn hiện hữu. Nếu hiểu được như vậy thì lúc nào cũng thấy Phật ra đời với chúng ta chứ không nhập Niết Bàn. Mỗi người ai cũng có Phật tánh, nhưng Phật trong chính mình cũng nhập Niết Bàn không biết bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ phải làm sao cho Phật ra đời trở lại đây? Hãy giác ngộ trở lại thì thấy Phật ra đời thôi. Nếu thấy Phật ra đời thì ngay đây cũng vượt qua cả vô lượng kiếp đã nhập Niết Bàn rồi đó. Mới thấy được lẽ thật, dòng luân hồi sanh tử đúng như là giấc mộng. Chúng ta tưởng Phật nhập Niết Bàn nhưng Phật vẫn còn với mình. Như vậy, hiểu sâu lý này là đủ cho chúng ta tu cả đời. Có lẽ từ đời này qua đời sau vẫn chưa xong nữa. Nhưng vì học đạo quen rồi xem lần, nghe nói đến lý vô thường là chán nghe. Vì đã học nhiều, muốn nghe cái gì cao siêu hơn. Nếu như hiểu đúng, hiểu sâu nghĩa vô thường, biết ứng dụng tu tập thì tu suốt đời không hết, cũng có thể tu tiến thành Phật, không phải chuyện thường. 5. Tóm kết. Hiểu rõ thế gian là vô thường, để chúng ta bớt vướng mắc, để phát tâm Bồ Đề, để không trôi theo mê lầm và tích cực sống vươn lên, chứ không tiêu cực buông xuống theo nó. Phải luôn chộp lấy thời cơ hoàng kim để tiến lên. Vậy, tất cả thế gian là vô thường, không có gì bền chắc, không có gì để nắm bắt. Chấp chặt, thấy được như vậy thì cuộc sống chúng ta cởi mở và gần với nhau. Biết cuộc đời vô thường thì bớt làm khổ nhau. Tất cả cùng sống chung trong cuộc vô thường, nên đem an vui cho nhau hơn là đem đau khổ cho nhau. Là cuộc sống vui hơn và bình tĩnh với sự đời vô thường. Giống như bà già khuyên người đàn bà kia, nên nhớ tất cả là vô thường, rồi cái tâm buồn khổ nó cũng vô thường luôn. Nên mỗi lần buồn thì cứ nhớ cái tâm cũng vô thường, nó không có dừng. Như vậy, khéo biết ứng dụng để luôn tiến trên đường học đạo, để bớt khổ thì đó là uống thuốc. Một lý vô thường này quán kỹ, quán sâu là có thể đắc đạo. Ngày xưa, thời Phật có những vị quán vô thường mà chứng A-la-hán. Quán thân mình vô thường thì cũng thấy là vô ngã. Không có ngã thì ai buồn phiền, ai phiền não, ai sanh tử. Phá được cái mê đó là chứng A-la-hán. Có vị tỳ kheo vào buổi sáng, ngồi gần bên bờ ao, thấy hoa sen nở đầy ao tươi đẹp. Tới trưa có một nhóm cô gái lội xuống hái hoa sen. Do hái bừa bãi, hái dội nên làm bầm dập các hoa sen còn lại, các lá sen xung quanh. Sau đó thầy nhìn lại thì thấy ao sen điêu tàn. Buổi sáng thấy ao sen tươi đẹp, ánh mặt trời rọi xuống rất là nên thơ, nhưng trưa thì trở nên điêu tàn. Thầy quán kỹ mọi sự việc trong cuộc đời thật vô thường và chứng A-la-hán. Ở đây, các Phật tử nên khéo quán kỹ vô thường và ứng dụng vào cuộc sống, đừng chỉ hiểu vô thường qua loa trên chữ nghĩa. Qua những điều trình bày trên, chắc quý Phật tử cũng hiểu rồi. Nhưng cái hiểu này có phải là cái hiểu của mình chưa, hay còn là cái hiểu của thầy? Phải làm sao chuyển nó thành cái hiểu của mình? Để tóm kết bài giảng này cho tất cả luôn ghi nhớ. Có một bậc thầy Tây Tạng dạy rằng, bạn có bao giờ thật sự hiểu và thật chứng lý vô thường hay chưa?
bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, từng hơi thở và từng động tác, đến nỗi cuộc đời của bạn nhờ vậy mà được đổi mới hay chưa? Tức là hiểu và thực chứng lý vô thường trong từng hơi thở, từng bước đi, từng lời nói. Nhờ vậy mà cuộc đời của mình chuyển đổi, có làm được vậy không? Và hãy tự hỏi bạn hai câu này. Nếu bạn trả lời được thì bạn mới thật sự hiểu vô thường. Câu thứ nhất là: tôi có nhớ rằng lúc nào tôi cũng đang chết hay không? Và mọi người, mọi vật khác cũng đang chết hay không? Bởi vậy, tôi đối xử với mọi chúng sinh với lòng bi mẫn trong mọi lúc. Ngồi ở đây, có nhớ mình đang chết dần hay không? Nhớ mình đang chết, mọi người cũng đang chết, vậy là đồng cảnh ngộ. Thấy tất cả cùng hoàn cảnh, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Nghĩa là chúng ta đang sống trong vô thường, trong sự biến đổi, đau khổ. Thấy người khác cũng đang sống trong vô thường, thì có sự cảm thông, nên có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Có thể trả lời được câu đó chưa? Câu thứ hai: sự hiểu biết về cái chết và vô thường nơi tôi có trở nên bén nhạy, cấp thiết đến độ là tôi đang dành mỗi giây phút còn lại của đời tôi để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không? Nếu bạn có thể trả lời có cho hai câu hỏi ấy, thì thật sự bạn mới hiểu lý vô thường. Ở đây có ai trả lời cho hai câu hỏi này chưa? Nếu chưa thì phải làm sao? Chỉ chừng đó thôi mới thấy rõ. Phải học lý vô thường suốt đời rồi. Ngay bây giờ ngồi đây cũng vậy. Hiểu được điều đó thì cuộc sống của chúng ta được chuyển hóa, đổi mới rất là nhiều, phiền não sẽ bớt. Cho nên đó là thuốc cho tất cả. Giờ thì mọi người khéo uống thôi. Thừa kế nghiệp. Một, thừa kế nghiệp. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu, vân vân. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì sẽ chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt. Đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành dữ, khổ vui hoặc ngu trí sang hèn đều có nhân đời trước chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng. Có những người cùng sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao thì con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần, hoặc cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích
thì không giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản, đều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại, sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng sanh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia trước cũng có nghiệp duyên trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy, hàng triệu người không ai giống ai. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Vương, Ngài nói: ông có biết trong hội này và trong biển cả, bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi ở đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sanh đôi giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy, mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. 2. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp, vì Phật dạy nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt, nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Con người không hiểu, yếu đuối, cứ an phận với nghiệp lực, nên than sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sanh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời giống như chúng ta, không phải ở trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sanh ra, lớn lên lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua. Rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh thức là vị sa môn từng bước ung dung trong cuộc đời. Ngài hỏi sa môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được sa môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả từ nhân mà có. Như các nhà bác học, thấy bệnh chó dại phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại trừ diệt nó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí dự thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên. Đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người
như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, nghiệp chuyển được, chứ không phải cố định. Mọi người chúng ta, khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sanh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm nó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa, Phật là người giác ngộ. Chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác sẽ bảo Đức Phật có cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, vợ tên Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác, vì Phật làm gì có vợ có con. Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung, rồi vượt thành xuất gia đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy, Phật là một bậc toàn giác, từ một con người bình thường, sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy, mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm, tôi tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy Phật ra đời làm gì? Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân, ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 lắm tay của người sâu thành chuỗi đeo sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó, ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó, vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ, nên đi đến báo cho ông hay. Nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 lắm tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên hóa độ và không muốn ông mang tội đại ngũ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông rượt theo Phật. Ông càng rượt, nhưng sao thấy Phật vẫn cách xa nên mới la lên: Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo: Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: Ngài đang đi, tôi chạy không kịp mà nói dừng khi nào? Phật bảo: Ta dừng đây là dừng những tâm tham, sân, sát, nghiệp, vân vân. Những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó, Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ. Sau đó Phật thuyết pháp, giáo hóa cho ông, và ông chứng A-La-Hán, giải thoát được nghiệp sanh tử. Như vậy, một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được Ngài Mục Kiền Liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm, Tôn giả Mục Kiền Liên đi khất thực ngang khu vườn, có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc, gợi chuyện muốn chọc phá Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên Ngài nói: Thật đáng thương cho cô, tuy hình dáng bên ngoài thật đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không dừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế dùng dẫy trong bùn nhơ, như con voi già đang sa lầy, dùng dẫy chừng nào
nó càng lún sâu chừng ấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa: Bạch Tôn giả, Ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được Ngài. Tôi nghe danh Ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được, vì với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo không lường trước được. Tôn giả Mục Kiền Liên an ủi: Cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn chúng tôi cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh khi biết sám hối những tội nghiệp quá khứ. Tôn giả Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa Sắc: tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa: Tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp, tôi kể ra e tôn giả bỏ chạy. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi: Cô hãy nói ra đi. Cô nói: Tôi tên là Liên Hoa Sắc, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Xoa Thi La. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi, nhưng không lâu cha tôi qua đời, bà mẹ quá bụa, bèn tư thông với chồng tôi. Biết được việc này tôi quá đau lòng. Lúc ấy tôi sanh được một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó tôi tái giá với một người ở tỉnh khác, anh ta là một thương gia. Nhân một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Xoa Thi La trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người cho biết và nổi máu ghen, tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận. Nhưng khi gặp mặt tôi mới té ngửa, không ai xa lạ mà đó chính là đứa con gái chồng trước của tôi. Nói đến đó bà khóc nghẹn. Tôn giả an ủi: Cô không nên thương tâm quá độ. Người mà biết rõ quá khứ vị lai thì xem đó là luân hồi nhân quả. Đó là nhân quả mà cô đã tạo đời trước, nên bây giờ nó trở lại, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Thật ra đời người là một bể khổ. Sau đó cô kể tiếp: Với nỗi khổ đau như vậy, tôi bỏ nhà đi. Bắt đầu tôi chán ghét thế gian, nên mang thân này làm kỹ nữ mua vui cho thiên hạ, đùa cợt với mọi người đàn ông, khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ họ đau khổ, để trả thù đời. Do đó tội lỗi tôi không thể lường được. Tôi chỉ biết kiếm tiền để xài phung phí, gieo bao đau khổ cho người. Bây giờ đây tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân, có quả. Do nhân đời trước đã tạo nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải khéo tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa Sắc tỉnh ngộ mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ, tu hành chứng thánh vị A-la-hán, cũng nổi tiếng đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng. Đây là bài học đánh thức mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy thì tánh giác cũng không mất. Nên nhà Phật có câu: Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người nhiều ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận, định mệnh có thể chuyển,
chứ không phải an bày như nhiều người đã nghĩ. Liên hoa sắc tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều như bà mà lại nghĩ không thể tu được. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển hóa thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh cần, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn, siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh làm cho nó phát triển hơn. Vậy thì điều ác chưa sanh, chúng ta ngăn dứt đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh thì chúng ta tinh tấn tu hành trừ cho nó dứt sạch. Những điều thiện chưa sinh làm cho nó phát sinh. Điều thiện đã sinh làm cho nó phát triển lên. Càng phát triển nhiều điều thiện thì điều ác càng bớt. Giống như làm ruộng vườn. Ruộng vườn trồng nhiều hoa quả cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả rau cải thì cỏ hoang mọc nhiều, rắn rết ẩn núp. Cũng vậy, chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì rắn rít ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta phải khéo biết tu để vươn lên, chuyển nghiệp mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. Trong Kinh Pháp Cú có dạy: tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nghĩa là mình làm điều ác thì tự mình làm ô nhiễm. Tự mình không làm ác, tức là làm điều thiện, là tự thanh tịnh cho mình. Tự mình làm cho mình trong sạch, thanh tịnh hay không thanh tịnh là quyền của mình. Phật không đem đến thanh tịnh cho mình, mà Ngài chỉ dạy cách thức làm cho mình thanh tịnh. Phật chỉ con đường cho chúng ta đi, nên gọi Phật là Đại Đạo Sư. Phật là Đại Y Vương, vị thầy thuốc cho thuốc chúng sinh để uống. Chúng sinh có uống thì mới hết bệnh được, không uống thì vẫn bệnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình. Phật đem lại niềm tin cho mọi người, để tự mình có niềm tin tiến lên, vì nghiệp từ tâm mà tạo. Tâm nghĩ lành thì con người làm lành. Tâm nghĩ ác thì con người làm điều ác. Tâm sân thì tạo nghiệp sân, vân vân. Cho nên, tâm là gốc của nghiệp. Muốn chuyển nghiệp thì phải chuyển từ tâm, không nên lo chuyển cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nóng giận, rồi mua trái cây cúng Phật, cầu Phật cho con đừng nóng giận. Được không? Nóng giận là từ tâm của chúng ta. Chúng ta đi chùa học Phật, nhớ lời Phật dạy. Nóng giận là nhân xấu, tạo thành những quả xấu cho mình. Luôn nhớ vậy thì sẽ bớt giận. Hết giận thì thanh tịnh. Phải tự mình chuyển hóa như vậy, không phải chỉ lo cầu Phật bên ngoài. Đạo Phật rất thực tế. Chúng ta học Phật phải chứng nghiệm được lời Phật dạy ngay trong đời sống, chứ không phải đợi qua kiếp sau. Đây là một chân lý, là lẽ thật ngay bây giờ. Chúng ta thực hành chứng nghiệm ngay cuộc sống này sẽ bớt phiền não, thêm an vui. Chúng ta tu là phải sáng suốt, thấm được giá trị của Phật Pháp, mới thấy Phật Pháp cao quý biết chừng nào, và càng vững niềm tin bằng trí tuệ chân thật. Như vậy, muốn chuyển nghiệp phải chuyển tâm, chuyển tâm phải học Pháp. Phật có dạy bài kinh: ngày xưa có vị Bà La Môn tu theo Pháp Tịnh Thủy Hành, tức là dùng nước để rửa sạch tội lỗi.
mỗi ngày hai thời sáng chiều, ông đều xuống nước tắm. Phật biết ông có chủng tử lành, nên đến cảm hóa, hỏi: và mục đích gì mà ông làm hạnh đó? Ông bảo: tu dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Buổi sáng tạo tội lỗi gì đó, buổi chiều xuống tắm để rửa sạch. Còn tối lỡ làm tội lỗi thì sáng xuống tắm để rửa. Phật liền nói bài kệ cảnh tỉnh: chính pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế trong sạch, được người lành tán thán. Tức là lấy chính pháp làm ao hồ, giới là bến nước tắm. Giới là những điều mà Phật ngăn cấm. Người Phật tử quy y thọ năm giới thì giới là bến nước tắm đó. Xuống bến nước tắm đó thì không cấu uế, trong sạch. Tắm bằng nước Phật pháp thì trừ được uế tạp, sạch hết tội lỗi mới qua bờ bên kia. Người trí luôn tắm bằng nước pháp, trong sạch thân tâm, qua được bờ giải thoát. 3. Không lầm nhân quả. Như vậy, muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân lành, nhân tốt. Đó là nhân quả rõ ràng. Người không hiểu đạo, khi gặp đau khổ chỉ biết than trời trách Phật. Trái lại, người hiểu đạo, khi khổ họ biết đây là nhân mình đã tạo đời trước. Khổ này là quả phải trả cho xong. Giống như chúng ta đã vay nợ, bây giờ người ta đòi thì phải trả cho hết. Nếu người ta đòi mình không thèm trả, còn cãi lại, thì nợ càng chồng thêm, khổ càng thêm khổ. Chúng ta biết rõ là nhân đời trước đã gieo, bây giờ nhẫn dục trả, đồng thời tạo nghiệp lành thì mới mong mau hết nợ. Ngài Huyền Trang từ Trung Quốc sang Ấn Độ tìm học kinh điển của Phật. Khi Ngài đến Đại học Na Lan Đà, gặp luận sư Giới Hiền. Lúc đó sư trên 100 tuổi. Khi luận sư Giới Hiền gặp Ngài Huyền Trang, sư cảm động rơi nước mắt. Trong chúng mới hỏi tại sao, Ngài Giác Hiền thay sư thuật lại: trước kia hòa thượng có bệnh thấp khớp, đau nhức mình mẩy rất khổ sở suốt 20 năm, thuốc men gì cũng không hết. Có lúc buồn quá, hòa thượng muốn nhịn ăn cho chết sớm. Nhưng hòa thượng nằm mộng thấy ba vị hình tướng trang nghiêm rất đẹp, một vị là Bồ Tát Di Lặc, một vị là Bồ Tát Quán Âm, một vị là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở hòa thượng: thân người là vô thường, mỏng manh, đáng chán, nhưng không bảo hủy hoại thân này. Thân này như chiếc bè gỗ để mình qua sông. Nếu qua sông bị chới giới, bị chìm thuyền, mà gặp khúc gỗ mục cũng phải ôm để vào bờ. Cũng vậy, chúng ta phải tạm mượn thân này để tu hành, không nên bám chắc vào nó quá, cũng không nên ghét bỏ nó làm cho thân hủy hoại. Sở dĩ bị thế này vì đời trước ông là vị quốc vương chinh chiến nhiều, làm não hại vô số chúng sinh. Nhân quả phải trả, đáng lẽ phải đọa, nhưng do đời nay ông biết tu nên chuyển thành nghiệp bị bệnh đau nhức, giống như những mũi tên đâm. Đó là chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Ông hãy nhẫn nại mà lo hoằng pháp. Thời gian sau sẽ có một vị tăng từ Trung Hoa qua học pháp. Ông tận tình chỉ dạy cho vị đó thì nghiệp của ông sẽ hết. Bây giờ gặp Ngài Huyền Trang qua, đúng như những gì trong mơ đã thấy, nên hòa thượng xúc động khóc. Như vậy Ngài Giới Hiền biết rõ nghiệp quả của mình rồi thì nhẫn dục chịu, nỗ lực tu nên dần dần hết nghiệp. Người học Phật hiểu rõ tất cả đều do nhân quả, đều có nhân duyên, không có gì là tự nhiên cả.
Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy: người tu hành khi gặp phải những cảnh khổ phải tự nghĩ rằng ta từ trong vô số kiếp lâu xa đã bỏ quên gốc chạy theo ngọn nên bị trôi nổi lang thang trong các cõi. Trong đó, phần nhiều chúng ta đã giấy tạo bao nhiêu điều trái nghịch, oán ghét, hận thù. Nay đây tuy không có phạm phải, nhưng đó là quả ươm từ nhiều đời trước. Khi quả đã chín mùi thì sẽ rụng xuống, chứ chẳng phải là trời thần hay người nào đem đến cho mình. Khi quả trổ thì chúng ta sẵn lòng nhận chịu, không nên sanh tâm oán trách. Kinh nói, gặp khổ chẳng lo buồn. Tại sao? Vì biết thấu suốt duyên cớ của nó. Tổ dạy, nếu trong đời nay chúng ta tu hành có gặp cảnh khổ, thì phải nhớ rằng, mình sống trong biển khổ, luân hồi sinh tử này, đâu phải lúc nào chúng ta cũng tạo điều lành, điều tốt. Có khi tạo những điều oán ghét, oan trái với người mà chúng ta đâu nhớ. Bây giờ quả nó đến để đòi, chứ không gì khác. Do đó, chúng ta phải nhẫn chịu để tạo nghiệp lành, chuyển oán trách khổ đau thành hoan hỷ an vui mới mong hết nghiệp. Phật dạy nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đời này con người không làm điều ác, nhưng đời trước đã tạo những điều ác đó. Đây quả đời trước đã chín, nên chúng ta phải hái nó trước. Đồng thời, đời nay chúng ta tạo những điều lành, thì như mới trồng cây. Cây nào trồng sớm sẽ có quả trước, cây nào trồng trễ sẽ có quả muộn. Khi hiểu rõ nhân quả, chúng ta sẽ có niềm tin trong sáng vào Phật Pháp. Hiểu nhân quả rồi, thì gặp nghịch cảnh, biết đây là quả của mình đã tạo ở đời trước, mau mau tạo điều lành để chuyển dần thôi. Cũng như Phật dạy, tu phước tích thiện sẽ chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Như chú Sa Di còn 7 ngày nữa sẽ chết. Thầy của chú đã chứng đạo, biết quá khứ vị lai, nên cho chú về thăm nhà 7 ngày. Trên đường về thăm cha mẹ, chú Sa Di đi qua con suối, thấy bầy kiến bị cuốn chới với giữa dòng nước. Chú thấy cảm thương nên bẻ nhánh cây khô thả xuống, cho kiến theo nhánh cây bò lên bờ. Xong việc chú về nhà. Lâu ngày về thăm nên cha mẹ giữ chú lại thêm ít bữa. Khi chào cha mẹ về tới chùa thì quá 10 ngày. Ông thầy ngạc nhiên, tính có 7 ngày là chú sẽ chết, mà sao giờ quá hạn thấy chú vẫn bình an. Vị thầy mới hỏi, trên đường đi con có làm điều gì lạ không? Chú Sa Di đáp, dạ không. Thầy hỏi lại bảo chú nhớ kỹ xem. Chú chợt nhớ bèn thưa, à, trên đường về thăm cha mẹ, con đi qua dòng suối, thấy bầy kiến đang chết đuối giữa dòng. Thấy thương nên con bẻ nhánh cây khô cho nó bò lên. Ông thầy bảo, đó là phước lành con đã tạo, khiến thêm tuổi thọ cho con. Vì cứu được bầy kiến, tạo công đức lành mà chuyển đổi được nghiệp yếu mạng cho con. Vì vậy, luận trên nhân quả, chúng ta khỏi phải đi coi thầy bói, chỉ lo tu tạo công đức lành tốt thì sẽ chuyển đổi được nghiệp lực của chúng ta. 4. Tóm kết. Nghiệp do chính chúng ta tạo. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho ai, đồng thời cũng là trả lại quyền tự chủ cho mình. Mình làm thì mình chịu, rồi mình tự cải tạo đời sống để tiến lên, lấy lại niềm tin cho chính mình. Phật dạy, ai cũng đều có Phật tánh. Đó là đức tánh sáng suốt, chứ không phải xấu xa. Dù là tên ăn trộm tội lỗi, nhưng người đó cũng có cái tâm lành. Tên trộm đâu muốn mình thành người xấu, biết ăn trộm là xấu nên mới lén rình lấy. Tuy biết vậy, nhưng bị nghiệp làm chủ rồi dẫn đi, vô minh che nhiều quá, chứ cũng biết đó là điều xấu.
trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người đều có tánh thiện. Nếu chúng ta biết khai thác, phát huy, thì những điều xấu này sẽ chuyển dần thành tốt. Đó là tu. Mỗi người đều có cái gốc tốt lành để phát triển. Phật là từ chúng sinh giác ngộ tiến lên thành Phật. Phật biết phát triển sớm và chỉ đường cho chúng sinh, để ai cũng biết phát huy ra điều đó để tu thành Phật. Vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài Giác Ngộ có làm bài kệ về cư trần lạc đạo. Ở đời vui đạo hễ tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo, thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo, báo đây không phải vàng bạc, hột xoàng, kim cương, mà là mọi người đều có Phật tánh. Tánh giác sáng suốt là của báo. Báo trong Phật Pháp không cần tìm kiếm ở bên ngoài, mà phải biết phát huy, khai triển nó ra thì sử dụng được. Đó là chuyển những tập nghiệp, chuyển chúng sinh thành thánh hiền. Ngược lại, nếu người cứ chôn vùi của báo, tất nhiên làm mãi chúng sinh. Chúng ta phải có niềm tin tiến lên, khai thác được của báo trong nhà để dùng mãi không hết. Như vậy, Phật đã chỉ đường, đã trao thuốc cho chúng sinh rồi. Việc còn lại là tự mỗi người lấy thuốc ra uống cho mau hết bệnh. Phải tự lực đi bằng đôi chân của chính mình mới mong mau về nhà. Vậy mong rằng tất cả khéo tu tập, phát triển thiện tâm của mình, tiến lên trên đường học Phật, ngõ hầu mang lại lợi ích cho chính mình, đồng thời tác động đến mọi người xung quanh, để ai ai cũng cảm nhận được giá trị thiết thực của Phật Pháp. Từ đó, con người gầy dựng niềm tin, hướng về ánh sáng Phật Pháp để chuyển hóa khổ đau, sống đời an lạc. Được như vậy, chúng ta sẽ làm tăng trưởng công đức, gián tiếp truyền bá Phật Pháp, xứng đáng là người đệ tử Phật. Cái mê truyền kiếp. Một La Mã. Thế nào là cái mê truyền kiếp? Quý vị biết cái mê truyền kiếp là thế nào không? Tức là cái mê từ đời này truyền qua đời kia, truyền mãi đến nay. Chúng ta ngồi đây mà nó cũng còn đó không dứt. Ai sanh ra đời cũng đều có cái mê này, nên gọi đó là truyền kiếp. Vậy cái mê truyền kiếp là gì? Tức tình chấp ngã, cái mê chấp ngã. Và người nào còn đi trong sanh tử luân hồi cũng đều mang theo cái mê này. Nếu người không có cái mê này thì không còn đi trong sanh tử. Giả sử có đi vào sanh tử, làm gì thương chúng sinh mới vào. Trong pháp 12 nhân duyên, vô minh là gốc của luân hồi. Mà vô minh là mê, tức là ngay một niệm bất giác ban đầu, quên mất tánh chơn sẵn có của chính mình, từ đó mang theo cái mê này đi mãi trong luân hồi. Chỉ do niệm bất giác mà chúng ta đã mang cái mê đó đồng hành với nó, lấy nó làm chủ cuộc sống và tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định này. Quý vị kiểm thật kỹ xem mình đang sống là sống vì cái gì. Có người nói sống vì sự nghiệp, vân vân. Nhưng thật ra chúng ta sống vì cái ngã. Nếu không có cái ngã, không có cái tôi, thì lấy gì để sống? Do đó, người đời vừa mở miệng thì tiếng tôi là đầu tiên, là chủ từ. Thí dụ như mục đích quý vị đến đây là gì? Vì tôi đi nghe Pháp, rồi tôi ăn, tôi mặc, tôi đi làm, tôi buồn, tôi vui, tôi tạo sự nghiệp. Cái gì cũng lấy tôi là chủ từ hết. Biết bao những sự buồn vui, giận ghét, hơn thua, phiền hận, cho đến những mưu toan, tính toán trong cuộc sống cũng đều vì cái tôi. Trong kinh kể câu chuyện về vua Ba Tư Nặc và bà Mạc Lợi, phu nhân cùng luận đạo. Một hôm, vua hỏi bà: trên đời này, ái khanh thương yêu ai nhất? Bà đáp: dĩ nhiên thần thiếp thương yêu bệ hạ nhất. Rồi bà mới hỏi lại: còn bệ hạ, chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất? Vua đáp: trẫm thương yêu ái khanh nhất chứ còn ai nữa. Nhưng bà lại nói thêm: tâu bệ hạ,
Nếu bệ hạ cho phép thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút. Vua hơi ngần ngừ, nhưng cũng nói, được, Ái Khanh cứ nói. Bà thưa, muôn tâu bệ hạ, thật ra trên cõi đời này thần thiếp chỉ thương yêu thần thiếp nhất thôi. Vua không hiểu, nói, Ái Khanh có thể nói rõ cho trẫm hiểu không? Bà mới giải thích, bởi vì thần thiếp thương yêu chính mình, nên muốn bệ hạ ban bố cho thân của thần thiếp được hạnh phúc, được nhiều an vui, mà muốn được như vậy thì thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Có vậy bệ hạ mới thương yêu, rồi ban bố cho thần thiếp hạnh phúc, cái này cái kia. Cho nên vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu thương bệ hạ, cũng như bệ hạ cũng chỉ yêu thương mình bệ hạ thôi. Để làm rõ việc này, thần thiếp xin thí dụ, nếu như thần thiếp lại đi yêu thương một người khác thì bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Có phải là bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp hay không? Nghĩa là, nếu thật sự bệ hạ thương yêu thần thiếp bậc nhất, thì trước sau gì vẫn yêu thương, cớ sao lại phải chém đầu? Đó là lẽ thật. Vua Ba Tư Nặc mới hiểu ra, sau đó hai người cùng dẫn nhau đến gặp Phật, rồi thuật lại việc bàn luận, xin Phật xác minh. Phật xác nhận lời của bà Mạc Lợi phu nhân đúng, và nói bài kệ. Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Phật dạy là tâm chúng ta đi khắp tất cả mọi phương trời, và xét kỹ thì không ai thân yêu hơn tự ngã của mình. Bởi tự ngã đối với mọi người quá thân thiết như vậy, ai cũng yêu thương tự ngã của mình. Theo tâm lý ở thế gian, nếu mình yêu tự ngã của mình thì người khác cũng yêu tự ngã của người khác. Vì vậy, mình yêu tự ngã của mình thì chớ làm hại, làm tổn thương đến tự ngã của người khác. Quý vị thấy Phật dạy rất là công bình. Hiện nay, chúng ta yêu tự ngã của mình nhưng làm tổn thương tự ngã của người khác, luôn làm khổ nhau, sống cách biệt nhau là từ chỗ đó. Nếu biết y lời Phật dạy thì cuộc sống sẽ rất vui, rất gần gũi. Vì mình biết yêu tự ngã của mình nên càng tôn trọng tự ngã của người khác, thì làm sao có chuyện buồn vui với nhau. Chúng ta thì khác, vì tôn trọng tự ngã của mình nhưng hạ thấp tự ngã của người khác thì làm sao đến gần nhau được. Cho nên Phật dạy rất là chí lý, mà đó là lẽ thật của thế gian. Nếu lấy kinh nghiệm đó để sống và biết rõ ai cũng có cái ngã hết, thì đừng quá chủ quan, chỉ biết có mình mà không biết người, rồi gây đau khổ cho nhau. Theo tinh thần Phật dạy thì phải biết mình biết người. Mình quý tự ngã của mình thì cũng quý tự ngã của người khác, tức sẽ cảm thông đến gần với nhau hơn. Đó là Đức Phật dạy cách sống còn trong tương đối, nhưng không phải là chỗ rốt ráo. Đừng nghĩ Phật dạy nếu người yêu cái ngã của mình thì phải quý tự ngã người, tức dạy thấy có ngã mà còn phải tiến lên quên ngã nữa. Trong Kinh Viên Giác, Phật dạy thích rõ vô minh là chấp thân tứ đại này là ta. Rồi tâm duyên theo bóng dáng của sáu trần bên ngoài là ta, tức là con người này gồm cả thân tâm đều không phải thật là mình, không thật là ta. Nó là cái sanh diệt tạm bợ vô thường, nhưng lại chấp cho đó là mình, đó là vô minh. Tu Phật là phá cái vô minh này chứ không phải theo nó. Hai La Mã, học Phật là học tự ngã. Theo Ngài Đạo Nguyên, tổ của tông Tào Động Nhật Bản dạy người học Phật là học đạo, tức là học tự ngã. Học tự ngã là buông bỏ tự ngã, mà buông bỏ tự ngã là giác ngộ các pháp. Giác ngộ các pháp là buông bỏ thân tâm của mình và của người. Học đạo đơn giản như vậy, tức là buông xả cái ngã chứ không gì khác. Cũng như Thiền sư Pháp Loa dạy, yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả, nghĩa là học Phật để thực sự thấy rõ chính mình, rồi chuyển hóa mình. Ban đầu là thấy rõ chính mình, rồi tiến lên là quên mình, để sống trở lại con người xưa nay. Quý vị biết
chính mình là gì không? Là không thật. Hiện tại, con người của chúng ta đầy tham lam, bỏng sẻn, sân hận, si mê, ghen ghét, hơn thua, ích kỷ. Mọi người đều nghĩ đó là con người thật của mình. Chẳng lẽ quý vị chấp nhận con người thật của mình là như vậy, đồng hóa mình với những thứ đó hay sao? Tôi tham, tôi sân, tôi ích kỷ, đồng hóa những thứ đó là mình. Chẳng những thế, lại còn quá yêu thương nó, không dám bỏ, đó gọi là mê. Có một anh chàng nông dân, cũng là Phật tử, đến hỏi thiền sư Bàm Khuê. Bạch thầy, bản tánh của con vốn nóng nảy, xin thầy chỉ cho phải làm cách nào để sửa đổi. Thiền sư Bàm Khuê bảo, ông hãy đem tánh nóng nảy đó ra đây, ta sửa đổi giùm cho. Anh nông dân thưa, bạch thầy không được, bây giờ thì nó không có, nhưng mà khi gặp duyên, đụng chuyện thì nó mới hiện ra. Thiền sư Bàm Khuê mới xác định, nếu vậy ngay bây giờ nó không có, chỉ khi nào gặp chuyện thì nó mới hiện. Vậy là chính khi ông và người khác tranh chấp với nhau thì mới tạo ra nó. Thế mà ông lại nói nó là vốn sẵn. Ông đã đổ lỗi lầm cho cha mẹ, thật là quá bất công. Trước ông nói tánh nóng có sẵn, nhưng bảo đem ra thì đem không được, chỉ khi gặp duyên mới hiện. Vậy sao ông nói là vốn sẵn? Nếu ông nói như vậy là đổ lỗi lầm cho cha mẹ sanh ra cái đó, thật là quá bất công. Khi ấy ông có tỉnh, đó là cái lầm xưa nay của tất cả chúng ta. Ai cũng nghĩ nóng nảy là cái tánh của mình, sẵn ở trong mình rồi, thương yêu không dám bỏ. Ở đây, Ngài Bàm Khuê chỉ cho thấy rõ, lẽ thật là nó chỉ là cái đem vào sau này, chứ không phải là cái sẵn có từ ban đầu, nên bảo đem ra thì đem không được. Nếu đã có sẵn thì lấy đem ra thôi, còn đây khi gặp duyên, xúc cảnh thì nó mới có. Vậy là nó có theo duyên, duyên qua rồi thì mất. Rõ ràng nó không phải là bản tánh, không phải là cái thật nơi mình. Nhận rõ như vậy thì không có lầm chấp nó là mình. Nếu nó không phải là cái sẵn có, cái cố định nơi mình, thì mình có thể chuyển, và nó có thể hết. Cho nên nếu người khéo tu thì có thể chuyển hóa, vì nó không cố định, không có tánh thực, chắc chắn như vậy. Đây chính là chỗ lầm chấp ngã. Từ lầm chấp này khiến chúng ta sống ngăn cách với nhau, rồi thu hẹp lại với nhau từ cái lầm đó. Khi đã thấy rõ như vậy, thấu suốt được lẽ thật, mới không đồng hóa mình với nó. Còn nghĩ đó là bản tánh của tôi, tức là mình đồng hóa mình với nó rồi. Mà đồng hóa mình với nó thì làm sao trừ nó? Một anh nông dân khác thỉnh thiền sư vô tướng đến nhà tụng kinh siêu độ cho người vợ của anh mới mất. Tụng xong anh mới hỏi, bạch thầy, thầy tụng kinh xong rồi, thầy có thể cho biết vợ tôi có thể được bao nhiêu lợi ích từ Phật sự này? Nghĩa là anh muốn hỏi người mất được tụng kinh cầu siêu như vậy được bao nhiêu công đức? Thiền sư vô tướng bảo, đương nhiên Phật pháp như thuyền từ độ khắp, như ánh mặt trời soi khắp hết. Chẳng những vợ ông được lợi ích trong Phật sự này, mà tất cả chúng sinh cũng đều được lợi ích hết. Anh nông dân nghe vậy tỏ vẻ không vui, thưa, vợ tôi rất là yếu đuối, nếu những chúng sinh khác mạnh hơn thì họ đoạt mất công đức của nàng hết rồi. Có thể xin thầy chỉ tụng kinh siêu độ cho riêng một mình vợ tôi, chẳng cần phải hồi hướng cho những chúng sinh khác. Thiền sư vô tướng nghe qua thương xót, nên từ bi giải thích rằng, chuyển công đức của mình đến cho người khác, khiến cho mỗi một chúng sinh đều được thấm nhuần lợi ích, đó là pháp môn tu trì rất hay khéo. Hồi hướng nội dung là hồi sự mà hướng lý, hồi nhân để hướng đến quả, hồi tiểu hướng đại, tiểu thừa đến đại thừa. Như ánh sáng nó không chiếu rọi chỉ một người, mà chiếu rọi hết mọi người. Cũng như mặt trời trên hư không, muôn vật đều được chiếu soi. Một hạt giống có thể sanh ra muôn ngàn quả trái. Ông nên dùng sự phát tâm như là đốt một ngọn nến, rồi mồi vào
cho ngàn ngàn muôn muôn ngọn nến khác, thì chẳng những càng thêm sáng chói, mà bản thân ngọn nến cũng không do đó mà giảm bớt ánh sáng. Nếu như người người đều có quan niệm như thế, thì thân nhỏ bé của chúng ta đây thường do sự hồi hướng của ngàn ngàn muôn người mà nhận được rất nhiều công đức, còn vui nào hơn nữa. Nên người học Phật chúng ta phải đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Ngài giải thích rất hay, rất chí lý, nhưng anh âm dân này anh cố nói thêm nữa. Theo giáo nghĩa thầy nói rất hay, nhưng xin phá lệ cho, vì hàng xóm của con có lão họ Triệu đối xử với con thật quá xấu. Có thể nào trong số chúng sinh đã hồi hướng đó loại trừ ông ta ra được không? Thiền sư Vô Tướng nghiêm giọng bảo: đã nói là tất cả, tại sao lại còn có trừ ra? Qua câu chuyện chúng ta thấy rõ, cũng vì cái ngã, cái tôi này nên lòng thương thu hẹp lại. Nếu làm Phật sự là làm việc lành mà vẫn có tâm như vậy, thì phước đức người này ra sao dĩ nhiên là bị thu hẹp nhỏ rồi. Cho nên tu học là để thấy rõ những ý nghĩa chân thật đó, để tâm mình mở rộng hợp với đạo hơn. Cũng như câu chuyện cô ni có tượng Phật mũi đen, tức là một cô ni có tượng Phật rất đẹp lại quý. Cô thường lau chùi, thắp hương trầm, đặc biệt trân trọng cúng dường lên tượng Phật đó. Sau cô đổi đến ngôi chùa khác và cũng mang tượng Phật đi theo. Chùa này thờ nhiều Phật. Cô tôn trí tượng Phật của cô ngay giữa bàn thờ và chọn trầm hương thượng hạng đốt cúng Phật. Chánh điện thờ nhiều Phật. Cô nghĩ nếu khi đốt hương cúng ông Phật của cô thì hương sẽ bay qua phía khác rồi, các vị Phật kia sẽ ngửi hết, Phật của cô không có phần. Thế là cô làm một cái phễu, một đầu to, một đầu nhỏ, để khói hương bay vào trong đầu to, còn đầu nhỏ thì đưa lên thẳng lỗ mũi ông Phật của cô. Vậy là bảo đảm ông Phật của cô sẽ hưởng mùi hương đầy đủ, khỏi bị phân chia. Lâu ngày, khói đóng tượng Phật của cô nên lỗ mũi bị đen, trở thành ông Phật mũi đen. Như vậy, cái nhân thắp hương cung kính tưởng đến Phật cúng dường rất quý, nhưng lại vì mình thu hẹp vào tượng Phật của mình nên kết quả cũng thu hẹp, và cuối cùng thành ông Phật mũi đen. Mà đen thì mất sáng chói, đúng ra Phật đồng thì sáng chói, nhưng lại mất vẻ sáng chói. Lẽ thật Phật nào cũng là Phật, tại sao có Phật của tôi? Đó là tâm còn thu hẹp nên kết quả không tròn tốt, thành ra biến ông Phật thành lỗ mũi đen. Từ nội dung câu chuyện nói đến ông Phật của tôi, còn chúng ta thì là thầy của tôi, chùa của tôi, Phật tử của tôi, đạo tràng của tôi. Bao nhiêu cái tôi đó mà thành vui buồn với nhau, có khi đưa đến thù ghét nhau. Quý vị thấy phải không? Nhân ban đầu là tốt, nhưng đưa đến quả không được tốt, có khi nhân lành mà đưa đến quả dữ, cho nên cái tôi rất là nguy hiểm. Bởi vậy, thiền sư Buddhadasa ở Thái Lan trong một quyển sách tựa là Cái Ta Nguy Hiểm có một đoạn ghi rằng: hễ khi nào mà ý tưởng ta vừa có là có khổ ngay. Hãy nắm lấy nguyên tắc quan trọng này, rồi thì bạn được đứng vững vào một cương vị để cho bạn tìm hiểu tinh hoa của Phật giáo và hưởng được nhiều điều lợi lạc của Phật giáo. Nhờ biết tận dụng lợi thế sanh làm người và được gặp Phật giáo, tức là có ta là có khổ. Khi tìm hiểu Phật giáo đã nắm vững được những tinh hoa, những điều căn bản này rồi, thì mới thấy được những ý nghĩa sâu xa, mới cảm được những lợi lạc của Phật giáo đem đến. Và nên nhớ được sanh làm người, lại được gặp Phật Pháp là một duyên lớn đối với chúng ta. Nếu không khéo, nhiều khi tạo nhân lành mà quả không được tốt. Ba La Mã, con đường vô ngã. Qua đó, chúng ta thấy rõ học Phật hay đi vào con đường đạo Phật là phải đi qua cửa vô ngã. Ban đầu từ cạn rồi tiến đến sâu. Nếu không đi qua cửa đó là đi sai đường. Tuy quý vị ngộ sâu cách mấy đi nữa mà không đi qua con đường này, thì ngộ càng cao mà cái ngã càng thêm cao,
đó là nguy hiểm. Cũng vậy, tu càng lâu mà cái ngã càng cao thì phải kiểm điểm lại. Thí dụ, Phật dạy tu lục độ, tu hạnh từ bi là để cái ngã của mình càng mở rộng, càng đến với mọi người. Nhờ mở rộng lòng thương hại mọi người, nên bớt nghĩ đến mình, đó là đi vào cửa vô ngã. Nhẫn nhục để hạ bớt bản ngã, giữ giới là ngăn bớt buông lung, cũng là đi vào con đường vô ngã. Nếu xét kỹ, do vọng chấp quân tập lâu đời nên thành thói quen. Giờ đây có khi chúng ta cũng biết rõ, đó là mê lầm nhưng vẫn cứ chấp. Mà đã là thói quen, là cái mới quân tập sau này, nếu quyết chí bỏ, cũng có thể hết. Đừng sợ nó không hết, bởi đó chỉ là lầm chấp thôi. Chẳng hạn, quý vị thấy thân này là đất nước, gió lửa, là những thứ vô tri hợp thành. Nói tế nhị hơn, những chất cứng trong thân như xương, lông, tóc là đất, máu là nước, lửa là hơi ấm, nhiệt độ trong người. Còn gió là những chuyển động trong thân như là mạch nhảy, tim đập, thì bốn thứ đó nó đâu có hiểu biết. Quý vị kiểm lại thử mấy dòng máu, mấy sợi tóc, mấy đốt xương, mấy hơi ấm, nó có biết gì đâu. Chẳng lẽ ta là cái đó hay sao? Còn tâm này, khi có khi không, luôn thay đổi sanh diệt nên vô thường. Vừa mới nghĩ điều này, liền nghĩ qua việc khác, luôn luôn như vậy. Một ngày có thể nghĩ và thay đổi hàng ngàn hàng vạn điều nghĩ. Như vậy, niệm nào là ta? Xét kỹ, nó là những bóng chập chờn vậy thôi, nghi thân của chúng ta. Một ngày nó cũng thay đổi không biết bao nhiêu là cái ta trong đó. Vậy cái nào là cái ta thiệt của mình? Thí dụ quý vị đi làm về, vợ ra chào, lúc đó ta là chồng. Khi đi vào trong nhà, đứa con đến thưa ba, lúc đó ta là cha. Gặp đứa cháu nội ra thưa ông, thì ta là ông nội. Vào bên trong gặp con chó nó mừng, lúc đó ta là chủ. Vào phòng trong gặp bà mẹ thưa mẹ, lúc đó ta là con. Nghe báo cáo bên phòng khách có người bạn đang chờ, bước qua phòng khách vào, lúc đó ta là bạn. Chỉ mới thời gian ngắn ngủi đó, đã có bao nhiêu cái ta rồi. Nếu kiểm lại thì suốt cuộc đời có bao nhiêu cái ta. Để thấy rõ bao nhiêu cái ta đó là những nhãn hiệu dán vào thôi. Nhưng hầu hết con người đều lầm chấp vào những cái không thực, những nhãn hiệu bên ngoài đó. Vậy cái ta nào là thực? Trong Kinh Kim Cang Phật nói, nói phàm phu tức chẳng phải phàm phu, nói chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, cho đến nói ngã cũng tức chẳng phải là ngã. Nói phàm phu nhưng chẳng phải là phàm phu, do mê gọi là phàm phu vậy thôi. Nếu chuyển hết mê thành Phật thì mất cái tên phàm, cho thấy phàm, thánh cũng là cái tên đặt ra thôi. Cho nên nếu mỗi người đang ngồi đây nhận rõ, hiểu được thấu chỗ này thì hay biết mấy. Tức mình là phàm phu, tức chẳng phải phàm phu. Trong đây chắc là ai cũng đều có nằm chiêm bao. Khi quý vị nằm chiêm bao, lúc đó thấy ra sao? Thấy có thêm một cái tôi đi đây đi đó, cũng buồn vui giận ghét. Có khi bị cọp rượt cũng sợ chạy, rồi gặp được ai cho viên kim cương cũng mừng. Nhưng có khi nào quý vị đặt câu hỏi lại, như vậy cái tôi mà bị cọp rượt chạy, cái tôi được viên kim cương vui mừng, rồi cái tôi đi đây đi đó, cái tôi buồn vui giận ghét, và cái gì mà thấy lại những cái đó? Thành ra còn có một cái thấy lại nó, là rõ ràng có hai cái tôi. Hiện tại sự sống của chúng ta cũng vậy, đang sống với cái tôi thứ hai, thứ ba. Còn cái biết được mấy cái tôi đó thì hình như ít ai nhớ tới. Nhưng nếu nghiệm kỹ lại được cái tôi trong chim bao thì sẽ tỉnh lại. Vậy có ai tỉnh chưa? Khi kiểm lại thì ai cũng có thêm cái tôi, cho nên ai cũng đều dư hết. Nhưng tưởng thiếu nên cứ đi tìm rồi thêm vào,
Thật ra, tu chỉ là buông bớt thôi chứ không gì khác. Buông là nhẹ mà thêm vào là nặng. Như quý vị mang cái túi đi đường, nếu cho vật vào thì mang nặng thêm, còn bỏ bớt ra thì nhẹ. Việc tu cũng vậy, nếu buông bớt thì nó nhẹ. Xưa có Phạm Chí Hắc Thị tu chứng ngũ thông, thuyết pháp rất hay. Một hôm, có vua trời đến nghe ông thuyết pháp. Nghe xong vị ấy báo cho biết ông chỉ còn sống 7 ngày nữa thôi. Nghe rồi, Phạm Chí hoảng sợ năn nỉ xin vị ấy cứu dùm. Vị ấy nói tôi cũng không cứu được, nhưng hiện nay có Đức Phật ra đời đang ở nơi ấy. Ngài có thể đến gặp Phật, Phật có thể cứu Ngài giải thoát sinh tử. Phạm Chí dùng thần thông bay đến gặp Phật. Trên đường đi, thấy có hai cây ngu đồng nở hoa đẹp ở ven đường. Ông mới dùng thần thông bứng hai cây ngu đồng hai tay cầm đến dâng lên Phật. Khi gặp Phật, Phạm Chí cần cầu pháp giải thoát sanh tử. Bấy giờ Phật bảo ông hãy buông đi. Thì ông buông cây ngu đồng bên tay trái xuống. Phật bảo buông đi. Ông buông luôn cây bên tay phải ra. Phật bảo buông nữa đi. Ông ngơ ngác nói: Bạch Thế Tôn, hai tay con cầm có hai cây. Thế Tôn bảo buông thì con đã buông, giờ còn bảo buông gì nữa? Phật nói: Ta đâu có bảo ông buông hai cây ngu đồng. Ta bảo buông lần thứ nhất là buông sáu căn, lần thứ hai là buông sáu trần, còn cái buông thứ ba là buông sáu thức, tức là sáu cái biết phân biệt nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mỗi người. Buông được ba cái đó là giải thoát sanh tử. Ngay đó Phạm Chí giác ngộ. Quý vị thấy, Phật dạy rất đơn giản, chỉ có ba cái buông thôi. Nghe nói thấy dễ, nhưng khi làm thì khó. Thật ra không có gì khó cả, chỉ vì từ lâu quen chấp những suy tưởng là mình, giờ nhận rõ buông bớt dần đi. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ những cảnh này chi phối mình, hoặc là tướng đó làm động tâm mình, tức tâm bị tướng chi phối. Nhưng quán kỹ, tâm thì nơi mình, còn tướng cảnh thì ở bên ngoài. Tâm ở đây, còn cái hoa hoặc là tường vách ở đằng kia, hai cái đó nó cách rất xa, thì có dính dáng gì với nhau đâu. Thứ nữa là tâm có biết rõ ràng, còn tướng thì vô tri, vậy nó đâu dính gì với nhau. Nhưng tại sao chúng ta cứ gắn chúng vào với nhau? Chính vì chúng ta gắn cái tôi vào trong đó, rồi tưởng tượng, phân biệt mới gây ra bao buồn vui, giận ghét, thành rắc rối. Thật sự thế gian này hay là thế giới vốn là thanh bình, an ổn, không có chuyện gì hết. Nhưng tại chúng ta chen vào gây rối. Thí dụ chiếc xe hơi để ngoài xa kia, nó cũng đâu có nói đẹp xấu gì. Nhưng do chúng ta thấy chiếc xe rồi đánh giá là đẹp thượng hạng, liền khởi tâm lên mới bắt đầu gây rối. Cũng vậy, bình hoa này đứng đó rất là thái bình, do con người thấy rồi xen cái tôi phân biệt vào. Tôi thấy hoa như vậy, anh kia thấy hoa như thế kia, từ đó mới có sanh chuyện. Trả hoa về vị trí nguyên thủy của nó, hoa chỉ là hoa thôi, hoa đâu có nói đẹp nói xấu gì, đẹp xấu là do mình. Nói rộng ra ngoài thế gian, thường ai cũng nói núi cao sông sâu, nhưng hỏi lại, núi có nói nó cao, sông có nói là sâu không? Núi là núi, nó có nói cao, nói thấp gì đâu, bởi người khi trước từng thấy ngọn núi thấp hơn, giờ thấy ngọn núi này lại cho là cao. Nhưng có người lại nói núi này không cao gì hết so với ngọn Hy Mã Lạp Sơn. Thành ra cái cao cái thấp là do mình. Ví dụ hai cây thước dài để gần cây thước ngắn thì nó thành dài, nhưng mà để gần cây thước dài hơn thì nó thành ngắn. Cho nên dài ngắn đâu cố định. Hiểu rồi mới thấy được cái gốc mê lầm của chúng ta. Quý vị nhớ lại ngày xưa đọc truyện Kiều của Nguyễn Du bình luận câu: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Rồi chúng ta cũng theo đó bình văn. Nhưng giờ học Phật rồi,
Xét kỹ lại thì cảnh nó có đeo sầu không? Tại sao cảnh lại thành sầu? Do chúng ta sầu rồi đeo vào nó, rồi đổ thừa là cảnh đeo sầu. Đó là cái lầm của tất cả chúng ta. Do sống với cái tưởng, rồi từ tưởng đó chúng ta mới gán vào cảnh, dính với cảnh, rồi đổ thừa cho cảnh mà không thấy được cái gốc nơi chính mình. Và nếu không thấy được lẽ thật này thì tu cũng chướng ngại, cứ đổ thừa tại cảnh làm chướng, làm khó, rồi bỏ cảnh này đi tìm cảnh khác. Nhưng nếu tâm không chuyển thì tìm cảnh khác có hết buồn không? Nếu tâm mình bất an thì vào núi nó cũng bất an. Thí dụ, ở chỗ động ồn ào thì tâm bất an. Nếu không khéo chuyển tâm bất an thì vào núi nó cũng gặp những cảnh quấy nhiễu rồi vẫn bất an tiếp. Ở đây, ngồi nghe xe chạy hoài nên tâm bị động. Còn vào núi thì cọp gầm, dượng hú cũng động. Như câu chuyện của tiên nhân Quốc Đầu Lâm Phất đã tu chứng tới sức định phi phi tưởng xứ. Một hôm, đang ngồi thiền bên mé nước gần rừng, nghe chim kêu cá lội quấy động, ông nổi sân tâm bất an mất định. Ông mới phát nguyện sau này sẽ sanh làm con chồn bay để ăn hết mấy con vật trên bờ lẫn ở dưới nước luôn. Quý vị thấy, đó là do tâm mình chưa khéo chuyển thành động tâm phát nguyện ác, sao bị đọa làm thân chồn bay, chịu nhiều đau khổ. Năm La Mã tóm kết. Tóm lại, chính tình chấp ngã là cái mê truyền kiếp, từ kiếp này dẫn qua kiếp khác, từ đời này qua đời khác không dứt, nên dẫn mãi đi trong luân hồi. Chúng ta học Phật là học trí tuệ, học giác ngộ, chứ đâu phải học cái mê. Khi thấy rõ được cái lầm đó thì phải giải trừ, phải cởi mở. Dù chưa thể dứt hết tình chấp như bậc thánh, nhưng phải cởi mở dần thì đó mới là đường đi của mình. Mỗi ngày phải cởi mở, buông xả cho nó nhẹ bớt, thì đó là đi đúng con đường an vui chân thật. Nếu quý vị bớt chấp ngã một phần là cuộc sống chúng ta gần với nhau phần đó, thì có vui không? Nhờ vậy phiền não nhẹ bớt, đó là lẽ thật. Mong rằng mỗi người nghe rồi học kỹ, hiểu sâu lẽ thật này và khéo ứng dụng để cuộc sống được cởi mở, nhẹ nhàng và thật sự bớt khổ, sống gần với nhau hơn.